Đây là món súp hải sản gồm có cua, tôm hùm, trứng bắp thảo, thịt hào, thịt con hào, nấm. Đây các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Giữ màn hình và cùng vào bếp với Trúc nha. Xin cảm ơn các bạn. Chào tất cả các bạn đến với Trúc Lê Family Cuộc Sống Mỹ. Chị chào cô chú khỏe không con? Nhớ cô chú nhiều lắm. Không, con chào cô chú đi. Không. Quay sát mặt không kìa. Hân ơi, con say hi đi. Hân chào cô chú. Đó, Hân say hi đó. Thì hôm nay Trúc sẽ chia sẻ với các bạn món súp hải sản. Thì thật sự ra là hôm qua nhà Trúc có mua tôm hùm với lại cua, thì còn lại một con cua với lại mấy cái càng của con tôm hùm á. Thành ra Trúc đã lọc ra, Trúc lấy thịt của cua và tôm hùm này các bạn, mấy cái càng của con tôm hùm, thì Trúc sẽ nấu súp nha. Và Trúc có thịt của con hào này các bạn. Trúc nấu kèm với lại nấm đùi gà các bạn. Trúc đã ngâm nước 15 phút rồi với lại muối. Trúc có đậu Hà Lan. Trúc có hột bắp lật ra rồi nè. Trúc có cây măng tây, Trúc cũng cắt nhỏ ra nè các bạn. Trúc có hai trứng bắp thảo và hai trứng gà. Thì bắp thảo rất là nhiều chất dinh dưỡng nha các bạn. Cái này nè, hôm qua Trúc có lấy cái gạch của con cua và tôm á, trứng đầu á, để xíu rồi Trúc nấu luôn. Và không thể nào thiếu đó là bột bắp các bạn. Bột bắp để làm cho cái súp của mình nó sệt lại. Chú có hành lá. Thế ra có ngò nữa nó mới thơm, nhưng mà chú không có ngò thì chú có hành lá. Chú có hành phi, chú phi sẵn rồi này các bạn. Chú có sa tới, chú cũng đã làm sẵn rồi. Thì bây giờ mọi người cùng chú vào bếp nha, nấu súp. Bạn thì cái đây là nước mà Trúc đã hầm với lại xương gà này các bạn, là Trúc đã lấy ra rồi. Thì bây giờ Trúc sẽ bỏ cái gạch tôm với lại gạch cua vào. Sau đó Trúc sẽ bỏ con hào vào các bạn. Tiếp theo Trúc sẽ bỏ cua với lại tôm vào. Ngon kìa anh ơi. Tiếp tục Trúc sẽ bỏ măng tây. Trúc sẽ bỏ nấm vào. Thì mình nấu tầm khoảng 15 phút các bạn thân mến. Thì sau khi Trúc nấu được 15 phút rồi này các bạn nhìn vào nè, các bạn thấy không? Đó, đây các bạn. Rồi bây giờ Trúc sẽ bỏ đậu Hà Lan vào. Trúc sẽ bỏ bắp vào nha các bạn. Bột á, các bạn nhớ các bạn bỏ nha. Sau đó mình mở lửa lớn một chút cho nó sôi lên.
chọn không? Thơm lắm các bạn. Nếu các bạn có nấm nấm đông cô, nấm kim chi, nấm gì đó, nấm dài dài hoặc nấm gì anh? Nấm kim chi em không. Nấm dài dài các bạn. Nói chung là tất cả các loại nấm các bạn thích nấm nào cũng ngon bạn. Các bạn bỏ vô nấu cũng ngon lắm các bạn. Nấm đại hàng hả? Nấm không có nấm dài dài gọi là nấm kim châm hả? Kim châm hả? Không biết. Khi mình nấu cho mình bỏ vào khi mình đợi nước nó sôi lên, nó sôi sùng sục lên các bạn. Thì mình sẽ quậy bỏ nước vào cái bột bắp đó các bạn, hoặc là bột sắn dây, hoặc là bột năng. Rồi các bạn quậy vào cho nó sờ sờ. Đây. Khi nó sôi rồi nè, các bạn đổ từ từ vào. Sau cùng mới cho hành lá đúng không? Tùy theo cái độ đặc mà các bạn muốn ăn á thì các bạn bỏ nhiều hoặc ít bột bột bắp hoặc là bột năng nha các bạn, hoặc là bột sắn dây đó. Thì bây giờ mình để cho bột chín khoảng tầm 10 phút thì Trúc sẽ quay trở lại với các bạn. Bạn bây giờ là Trúc đã nấu được 10 phút rồi này các bạn, bột cũng đã chín rồi nè, các bạn nhìn thấy nè, anh zoom sát cho người khác đây, các bạn nhìn thấy nè, hấp dẫn không đó. Thì tùy theo cái sở thích của các bạn, ăn muốn ăn đặc hơn cái hay là lỏng hơn á, thì các bạn bỏ thêm bột, hoặc là Trúc thấy là như vậy là được rồi nè, tự nhiên mà Trúc không thích ăn đặc lắm đó, muốn ăn súp giống vậy được rồi. Thì bây giờ Trúc sẽ đánh hai quả trứng gà lên và Trúc nhanh tay đổ vào. Trúc quậy lên các bạn. Mình đợi khoảng 5 phút là trứng chín là được rồi nha các bạn. Thì mình chia sẻ là tự nhiên mình lấy cái gạch của cái đầu con tôm với lại gạch của con cua mình đổ vào mình nấu, thì cái đó nó có vị mặn của cái seafood đó các bạn, cho nên là vị mặn vị ngọt của cua và tôm và con hào. Phần nữa là Trúc có hầm nước gà thì là chờ nó đã ngọt sẵn rồi và nó mặn sẵn rồi, cho nên Trúc không có bỏ muối vào. Thì bây giờ Trúc chỉ nêm một chút xíu đường thôi các bạn, một chút xíu thôi là vừa ăn. Một muỗng cà phê thôi. Bạn quậy lên, anh dâm sẵn vô đây, anh làm sát vô này cho mọi người thấy nè. Nè mọi người thấy không? Đó. Rất là tuyệt vời các bạn. Wow, hấp dẫn quá. Rất là hấp dẫn và rất là dễ làm và rất là bổ dưỡng. Sau đó Trúc sẽ bỏ một chút xíu dầu ô liu. Đây, chai dầu ô liu của Trúc đổ ra đây rồi nè. Nhà Trúc thì chiên thì dầu bằng dầu thực vật. Mà nấu canh hay xào cái gì đó thì Trúc sử dụng dầu ô liu. Chút xíu dầu ô liu vô. Rồi. Sau đó chút tắt lửa các bạn. Vậy là được rồi này các bạn. Đây. Ok. Các bạn giữ màn hình nha, để chút sẽ múc ra cho các bạn coi cái tô súp nó ngon hay không và chút sẽ thưởng thức coi thử. Nồi súp Trúc đã nấu xong rồi này các bạn. Đây. Nha, bây giờ Trúc sẽ múc ra tô. Bạn thấy không? Tôm thịt. Bá cháy. Bá cháy luôn. Bá cháy bỏ chết. Cái này là lý ra có trứng cút mà cũng ngon, mà thật ra Trúc cũng không có thích ăn trứng cút lắm. Cho nên là cũng không có mà anh thật có ra một lo trứng cút trong kia kìa. Nhà mình cũng không có trứng cút. Hết rồi. Hết rồi hả? Đây này các bạn nhìn nè. Nhìn nè. Oh, đó. Wow, ngon hấp dẫn quá. Rất là tuyệt vời. Thơm lắm các bạn, thơm mùi hải sản vô cùng. Đó. Rồi, cái này là trứng bắp thảo mà Trúc đã luộc qua rồi. Rồi Trúc sẽ lấy một miếng
chút bọc thảo chút bỏ lên đây nha. Sau đó chút sẽ bỏ một xíu tiêu, một chút xíu hành phi, hành lá, một chút xíu sa tới đây. Các bạn có thể ăn kèm với lại cái giấm táo các bạn cũng ngon lắm, nhưng mà chúng không có giấm táo nha, hoặc là xì dầu. Đây anh quay sát xuống nè, đây tô súp nè các bạn. Ok, bây giờ chút sẽ thưởng thức coi thử nó ngon không nha các bạn. Trộn lên đây rất là thơm các bạn, thơm mùi hải sản, thơm mùi hành phi, thơm mùi tiêu, rất là tuyệt vời. Mà đây hoàn toàn nóng nó bốc về anh coi nó kìa, ghê chưa, dễ sợ không, dễ sợ không, để xíu mà mẹ cho con ăn nha. Và thử nó ngon cỡ nào nha các bạn. Này chút sẽ lấy một xíu cua, một xíu tôm. Đây. Ngọt của vị hải sản, của vị nước xương, mặn mặn. Béo của vị trứng bắp thảo các bạn. Ngon lắm các bạn, tuyệt vời lắm các bạn. Ngon lắm. Vị the the của vị sa tế, thơm mùi hành phi, tuyệt vời lắm. Chúc hy vọng các bạn sẽ dành thời gian cho gia đình vào bữa vào cuối tuần để nấu một son súp hải sản cho gia đình. Các bạn biết rồi, súp cua thì là ai cũng thích hết, kể cả là con nít tới người già ai cũng thích hết. Thì các bạn dành thời gian cho gia đình trong mùa dịch này, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trúc. Hy vọng các bạn thích cái video này thì cho Trúc một like và nhấn nút đăng ký để có nhiều cái video mới từ gia đình mình gửi cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.